Trước những thông tin dư luận lo ngại có tình trạng sử dụng cá chết, cá nhiễm độc làm nguyên liệu nước mắm, Thanh tra Bộ Y tế cho biết sẽ kiểm tra thị trường nước mắm trên toàn quốc. Cụ thể, theo ông Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ đang lên kế hoạch thanh kiểm tra thị trường nước mắm từ nước mắm thủ công tới các cơ sở chế biến trên toàn quốc. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra nhãn mác, chất lượng, phụ gia sử dụng trong nước mắm, các đoàn thanh tra sẽ lấy mẫu sản phẩm nước mắm để kiểm nghiệm chất lượng. Việc kiểm nghiệm mẫu nước mắm sẽ phát hiện được các chất tồn dư trong cá biển nhiễm độc nếu như loại cá này được dùng làm nước mắm. Ngoài việc kiểm tra trên, cơ quan chức năng cũng tập trung kiểm tra những sản phẩm nước mắm công bố có thành phần cá nhưng thực chất chỉ có hương vị cá và các sản phẩm không đúng với nước mắm truyền thống. Được biết, phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, các đoàn thanh tra Cục An toàn Thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm các địa phương sẽ vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm nước mắm xét nghiệm.